Đồng Hồ Vang Vọng xin kính chào quý vị và các bác. Rất vui hôm nay Đồng Hồ Vang Vọng giới thiệu và gửi đến quý vị và các bác một chiếc đồng hồ có thương hiệu Odo. Đây là một trong những thiết kế đồng hồ Odo của người Pháp. Nhưng rất đặc biệt, hôm nay Đồng Hồ Vang Vọng muốn gửi đến các bác một phiên bản Odo rất cao cấp. Đó là đồng hồ Odo 3010. Chơi hai bản nhạc các bác ạ. Bản Westminster vốn truyền thống trên những chiếc đồng hồ và bản gai Calilon. Nói đến bản gai Calilon thì em xin thưa với các bác rằng chỉ có trên Odo mới có bản nhạc gai Calilon. Nó cho chúng ta những cái cung bậc của âm thanh rất đặc biệt, rất là sâu lắng và rất là ngân nga các bác ạ. Và bây giờ em xin được chia sẻ và giao lưu với các bác phiên bản đồng hồ Odo 3010/10. Đây các bác, được thiết kế và tạo lên với một cái hình bên ngoài rất tinh tế. Đúng là Odo, không quá cầu kỳ, nhưng tạo cho các bác một cái nhìn rất sang trọng. Khi nhìn vào thì các bác biết ngay đây là một trong những phiên bản Odo, nhất là các bác đã sành chơi. Rất đặc biệt không các bác, tất cả được tạo lên với gỗ tự nhiên và các cái lớp ép vân đối xứng nhau. Đặc biệt là đây là vân nu này các bác này, vân nu đối xứng. Một chiếc mặt bát giác nằm vốn chỉ có và thường hay có ở trên những chiếc đồng hồ Odo 30. Số in quốc tế, thương hiệu Odo, kim đặc trưng của dòng Odo, rất đặc biệt không các bác? France rất rõ ràng. Đây là một trong những chiếc mặt là số in, nhưng với em nhìn thì nó rất đẹp. Khi các bác nhìn vào thì nó rất là rõ ràng và đầy tinh tế ạ. Bên dưới một chiếc kiếng chiếu thủy rất là ấn tượng để nhìn thấy một quả lắc ở bên trong. Với quả lắc này thì khi các bác sành chơi thì các bác nhìn là các bác biết ngay là chỉ có Odo mới có những cái chiếc quả lắc nó đẳng cấp như thế này. Một chiếc tay sách rất ấn tượng. Và em xin nhắc lại và chia sẻ với các bác rằng đây là chiếc đồng hồ có mã số 888. Khi các bác muốn sở hữu chiếc đồng hồ này thì các bác hãy gọi cho Vang Vọng và đọc mã số này. Là bên kỹ thuật chúng em tư vấn cho các bác một cách đầy đủ và chi tiết hơn nữa. Em xin được mở bên trong với hai cái khiếc rất đặc biệt của Odo 30. Đây các bác ạ, tất cả còn nguyên vẹn và còn zin đến 100% nha các bác. Zin 100%. Một củ gông rất đặc biệt của đời Odo, đó là củ gông chữ M hay còn gọi là chữ E, mà thường được sở hữu ở trên mỗi chiếc đồng hồ Odo 3610. Nhưng phiên bản này là phiên bản cao cấp của đồng hồ Odo 3010. Vì thế mà người ta đã trang bị một cái bộ côn rất là đặc biệt, rất cao cấp. Tất cả các đầu vồ còn đẹp nguyên. Tất nhiên rồi, với những phiên bản như thế này thì em sẽ mở máy để các bác chiêm ngưỡng bộ máy xem nào còn zin bản như thế nào. Zin đến 100%. Bởi vì trên thị trường bây giờ đã có rất nhiều những cỗ máy 10 như thế này được nâng độ chế các bác ạ. Vì thế mà đã có những bác mua những chiếc đồng hồ với những cái một cái giá nó rẻ. Nó rẻ hơn một chút, nhưng khi về nhà thì sau một thời gian sử dụng thì các bác sẽ phát hiện ra, và nhờ các chuyên viên kỹ thuật thợ lau dầu là sẽ phát hiện ra ngay là đồng hồ không còn nguyên bản. Và bây giờ để các bác không đợi chờ lâu, em xin được chia sẻ và giao lưu với các bác với cái âm thanh rất cung bậc của một chiếc đồng hồ Odo 30 đưa lại cho các bác cứ 15 phút một lần các bác nhé. Chắc chắn sẽ làm hài lòng những đôi tai nghe tinh tế của các bác. Thank you.
em xin được chia sẻ với các bác. Đấy là bản vừa rồi là đồng hồ thể hiện cho các bác bản nhạc Gai Calilong. Và bây giờ em xin được gạt sang bản Westminster vốn truyền thống để các bác thẩm âm một đoạn nhạc. Đây các bác ạ, các bác đẩy cái cần gạt này vào trong rất nhẹ nhàng. Kéo ra là bản Gai, đẩy vào là bản Westminster. Và bây giờ em xin mời các bác thẩm âm bản Westminster. Mười năm phút các bác ạ. Và đây 30 phút. Rồi, rất đặc biệt phải các bác, một là phiên bản đồng hồ Odo 3010 vừa rồi đã cho các bác một cái chất âm rất đặc biệt. Bây giờ em xin nhờ chuyên viên kỹ thuật sẽ mở chiếc máy này ra để các bác kiểm nghiệm và đánh giá một bộ máy mà bên đồng hồ Vang Vọng muốn gửi gắm đến các bác. Rất đặc biệt. Đây là một chiếc đồng hồ mà chúng em vừa đi đường e bay về, lau dầu và căn chỉnh rất là ổn định. Đấy, các bác vặn hai cái ốc ra và nhẹ nhàng nuôi máy ra này các bác này. Đây các bác nhé, thật tuyệt vời phong các bác. Đây là quả gai, đây là quả gai, và đây là các đầu vỏ rất đẹp, rất đều nhau. Thương hiệu Odo được thể hiện rất rõ ràng ở đây. Đời 30, đời này là đời 4 số các bác nhé. Vì thế mà đời này là rất là cao cấp. Nói đến đời 4 số là rất là cao cấp, dường như chưa có vết tua nu vít các bác ạ. Rất đặc biệt. Củ gông đây các bác này. Các bác nhìn củ gông này, củ gông M hay còn được gọi là củ gông chữ E. Rất đặc biệt. Còn nguyên cả những cái giật để khóa cái chuông lại để các bác vận chuyển. Tất cả gông còn xanh biếc và thẳng tắp luôn. Và đến đây, đồng hồ Vang Vọng chân thành cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi đoạn video khá dài này. Bởi vì những cái chiếc cao cấp này thì em sẽ giới thiệu kỹ cho các bác một chút. Rất đặc biệt với các bác. Đến đây em xin chân thành cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.